Chào mừng các bạn đã quay lại kênh YouTube Lý Việt MMO của mình nha. Thì hôm nay tiếp tục series làm kênh YouTube từ A tới Z nha. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo kênh YouTube, rồi thay đổi avatar và đặt tên cho kênh YouTube và cũng như là cái background của kênh YouTube nha. Rồi, để thực hiện cái bước này thì trước tiên chúng ta hãy đi tạo kênh YouTube nha. Thì hiện bây giờ mình hướng dẫn các bạn trên laptop nha. Còn nếu các bạn mà làm trên điện thoại di động á, thì các bạn có thể coi là cái video trên cái kênh của mình á. Đây, trên kênh Lý Việt MMO nè. Thì các bạn vô cái video trong cái series kiếm tiền với Ray á. Ở cái video thứ thứ tư các bạn. Đó là tạo kênh YouTube nha. Để liên kết với Ray á. Thì các bạn xem cái video này nếu các bạn tạo trên điện thoại di động nha. Còn hiện giờ mình đang hướng dẫn các bạn trên cái máy tính nha. Thì trên máy tính á, các bạn mà muốn tạo được kênh YouTube á, thì các bạn đăng nhập vào youtube.com nha. Rồi các bạn đăng nhập email. Được không? Hoặc là các bạn đăng nhập email, sau đó các bạn đăng nhập vào youtube.com ha. Rồi sau đó là các bạn thấy không? Nó có cái biểu tượng như thế này nè các bạn. Đó. Thì các bạn một kênh YouTube như vậy, các bạn một cái Gmail như vậy, các bạn nên tạo một kênh YouTube cá nhân và hai kênh YouTube thương hiệu cho các bạn. Đó, thì cái này á, các bạn nên tìm hiểu thêm ở cái những cái hướng dẫn của người khác trên YouTube hoặc là trên Google cũng được. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn trực tiếp luôn là tạo ra kênh YouTube thương hiệu nha. Tại vì cái kênh chúng ta nên sử dụng cái kênh YouTube thương hiệu là chính, chứ chúng ta không nên sử dụng cái kênh YouTube cá nhân nha các bạn. Có nghĩa là khi mà các bạn tạo ra một cái Gmail á, các bạn đăng nhập vào trên YouTube á, thì cái tạo YouTube đầu tiên á, tạo kênh YouTube đầu tiên chính là cái kênh YouTube cá nhân nha các bạn. Chẳng hạn ở đây ví dụ email của mình á là email này, thì các bạn thấy nè, ở đây mình có một cái kênh YouTube thôi, thì cái kênh YouTube này chính là kênh cá nhân nha các bạn, không phải là tên kênh thương hiệu. Và tại sao chúng ta không nên làm cái kênh YouTube trên cái kênh YouTube cá nhân các bạn? Bởi vì nếu như cái kênh YouTube chúng ta có vấn đề á, thì nó ảnh hưởng tới Gmail luôn. À, cho nên để mà an toàn thì các bạn nên sử dụng cái kênh YouTube trên thương hiệu. À, kênh YouTube thương hiệu cho các bạn. Cái này các bạn phải lưu ý nha. Thì để tạo kênh YouTube thương hiệu như thế nào thì các bạn làm như mình như sao? Thì khi các bạn đăng nhập thành công như thế này thì có như thế này. Các bạn click vào cái biểu tượng bên phải, trên cùng bên phải như thế này nha. Sau đó các bạn kéo xuống dưới, các bạn thấy chỗ cài đặt không? Đây, cài đặt. Đó, bấm vào cài đặt cho mình. Thì các bạn thấy nè, các bạn thấy trên ở dưới cái biểu tượng của cái Gmail á, thì nó có những cái gì trạng thái và tính năng của kênh nè. À, là tạo kênh mới, rồi các bạn bấm vào cái tạo kênh mới cho mình nha. Đó, rồi nó để là để tạo kênh mới, tạo một tài khoản thương hiệu nha các bạn. Thì cái kênh YouTube mình đang tạo đó là cái kênh thương hiệu nha các bạn. Đó, thì mình khuyên các bạn là một Gmail nên tạo một kênh YouTube cá nhân cộng với hai tài khoản thương hiệu. Nhưng thực tế trước mắt các bạn chưa rành là chưa quen thì nên tạo duy nhất kênh YouTube, một kênh YouTube thương hiệu thôi. Tạo nhiều cũng chẳng đây làm gì đâu các bạn. Tạo một kênh, nếu các bạn làm một kênh thôi. Nếu các bạn làm tốt thì sau này các bạn sẽ phát triển hơn nữa ha. Thì bây giờ nó ra cái ô trống như thế này nè. Nó đây là tên tài khoản thương hiệu, có nghĩa là các bạn đặt tên cho kênh YouTube của các bạn á. Thì đặt tên YouTube á, thì các bạn nếu mà các bạn search trên YouTube, các bạn thấy rất nhiều người ta có thể để tên của người ta cộng với lại cái chủ đề mà người ta làm, chẳng hạn như là những tên rồi cộng với cái chủ đề, chẳng hạn như là Nguyễn Văn A rồi Vlog chẳng hạn, hay là Nguyễn Văn A Official chẳng hạn. Đó, hoặc là người ta làm như vậy để người ta quảng bá cái thương hiệu cá nhân của họ. Còn nếu như các bạn làm cái đó cũng được, hoặc là của mình chẳng hạn như cái tên của mình đặt cái tên trên cái kênh YouTube của mình nè các bạn. Cái kênh này, ví dụ như mình để là Lý Việt MMO, cái là Lý Việt là tên, còn MMO chính là cái chủ đề của cái kênh mình đang làm, chính là kiếm tiền online. Đó. Các bạn cũng có thể làm như vậy, hoặc là các bạn như cái video trước á, thì chúng ta đã tìm được cái từ khóa cho cái chủ đề mình cần làm, đúng không các bạn? Thì các bạn nhìn vào đây nè,
các bạn thấy cái từ khóa nào mà người ta tìm kiếm nhiều nhất trong trong một tháng á, thì các bạn sẽ dùng cái từ khóa đó làm tên kênh luôn. Thì có khả năng thì nó sẽ có nhiều người tìm 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 đến cái kênh của mình đó. Chẳng hạn ví dụ như ở đây là cái tên cái từ khóa du lịch Việt Nam là được search là 10.800 một tháng, lượt một tháng, cho nên là nó rất là nhiều đúng không các bạn đó. Cho nên là các bạn có thể lấy cái từ khóa đó làm cái chủ đề cho cái kênh YouTube đó luôn, nếu như các bạn làm chủ đề về du lịch Việt Nam ha. Như vậy giả sử để mình hướng dẫn các bạn á về cái theo cái từ khóa du lịch Việt Nam, cho nên mình đặt tên là du lịch Việt Nam luôn đó. Đó, mình đặt tên là du lịch Việt Nam ở tên kênh là như vậy. Rồi sau khi các bạn đặt như thế này á thì các bạn bấm vào tạo. Rồi rồi cái bước tiếp theo thì các bạn hãy điền cái số điện thoại của mình vào, của các bạn á, điền cái số điện thoại của các bạn vào ha. Để chi? Để xác minh nha. Để xác minh cái bước này á rất là quan trọng để cho các bạn có thể up những video lên YouTube lớn hơn 15 phút. Còn nếu các bạn không xác minh á thì các bạn chỉ up cái video dưới 15 phút thôi ha. Thì cái bước này á, mình bây giờ mình tạo cái kênh này để hướng dẫn các bạn, cho nên mình không có điền số điện thoại nha. Nhưng các bạn hãy điền số điện thoại thật của các bạn vào nha. Sau đó thì các bạn nè, để ý là chúng tôi nên gửi mã cho bạn bằng cách nào. Thì các bạn muốn nhận tin nhắn thì các bạn click vào đây. Còn các bạn muốn Google nó gọi cho các bạn thì các bạn click vào đây. Sau bấm tiếp tục nha. Rồi, nhưng mình đây thì mình không mấy thì mình bấm tiếp tục. À cái này nó bắt xác minh các bạn. Xác minh. Đó thì bắt xác minh cũng được, thì mình điền số điện thoại của mình vô cũng được. À, nhưng bây giờ mình điền luôn, tôi coi như là mình lấy cái kênh YouTube này luôn. 0563393197. Thì các bạn có thể xài số điện thoại của các nhà mạng uy tín lớn như chẳng hạn như là Mobifone hoặc là Viettel hoặc là Vinaphone thì nó sẽ tốt hơn nha các bạn. Ở đây mình lấy cái sim này, mình cũng sim này là sim của mình á. Trên Zalo luôn các bạn, thì để mình hướng dẫn các bạn luôn, nhưng mà sim này là sim Vietnam Mobile nha. Rồi thì mình muốn là nhận tin nhắn văn bản. Đó, thì mình bấm tiếp tục ha. Bấm tiếp tục. Rồi. Chờ nó mã xác minh nó sẽ gửi về cái điện thoại ha, mình nhập vô ha. Các bạn nhớ chờ cái mã xác minh nó gửi về cái điện thoại các bạn nha. Để các bạn điền vào. Ở đây tại vì mình xài số này cho nên là mình cũng không thấy là nó gửi cái số về. À, nhưng mình chờ thì mình thấy lâu quá các bạn. Nó thấy không có gửi tin nhắn gì cho mình, cho nên là mình sử dụng cái cuộc gọi thoại các bạn. Mình dùng cuộc gọi thoại thử bằng số điện thoại của Vietnam Mobile thì nó có gọi hay không. À, nó có gửi về các bạn. Nó gửi tin nhắn về rồi các bạn. À, nó gửi tin nhắn về này. 05 3 8 9 2. À nó có gửi rồi các bạn. Ok. Rồi như vậy là mình đã tạo kênh YouTube thành công cho các bạn. Rồi thì mới mới đầu tạo kênh YouTube thì nó sẽ như vậy các bạn. Và cái tên du lịch Việt Nam này có về sau vẫn có thể thay đổi tên được như các bạn. Nhưng các bạn nên định hướng ngay từ đầu là cái tên đó mình đừng có đổi nữa, để cái chủ đề của mình nó đi xuyên suốt các bạn. Nếu các bạn đổi bằng chủ đề khác thì cái kênh YouTube của bạn nó, cái khách hàng mà tìm đến cái kênh YouTube của bạn nó sẽ khác đi, thì nó làm cho mình có thể mất lượt đăng ký nha các bạn. Thì tên thì vẫn đổi được, nhưng mà mình khuyên các bạn là nên định hướng ngay từ đầu, rồi đặt thì đặt cho chính cống luôn ha. Rồi thì đến đây, tạo đến đây là xong cái việc tạo kênh YouTube cho các bạn. Thì việc tiếp theo là các bạn hãy thay đổi cái avatar này ha. Thay đổi avatar này. Đây, thì các bạn bắt đầu bấm vào đây ha. Các bạn bấm vào đây. Các bạn bấm vào kênh của bạn. Đó. Rồi các bạn bấm được ra rồi, các bạn bấm vào đây nha.
Nó kêu là chỉnh sửa ảnh hồ sơ, thì các bạn bấm chỉnh sửa vào đây. Rồi thì các bạn để chọn avatar tải lên. Cái avatar này nó nói lên cũng là nói lên cái chủ đề của các bạn đang làm ha. Chẳng hạn là về du lịch thì các bạn có thể là post một cái hình về du lịch hoặc là cái logo thương hiệu của các bạn, đúng không? Rồi còn như mình ở đây á, thì mình hướng dẫn các bạn, giả sử như mình chọn lại cái hình của mình đi, coi như là giả sử cái đó là một cái thương hiệu gì đó, coi như là du lịch Việt Nam nhưng mà chính bản thân mình là trải nghiệm ha. Hoặc là các bạn chọn một cái gì đó nó ấy hơn, đẹp hơn nha các bạn. Này là mình chỉ là minh họa cho các bạn xem thôi. Ví dụ giờ mình chọn hình của mình luôn đó. Đây là cho các bạn biết cái cách để mà sửa cái avatar như thế nào ha. Đó là mình chọn như thế này. Rồi sau đó thì đó, cái phần avatar thì xong. Rồi các bạn quay trở lại kênh YouTube ha. Đó, đó như các bạn đã thấy không, thì mình đã thay đổi được cái avatar. Rồi tiếp theo thì còn một phần nữa chính là cái background của cái kênh YouTube cho các bạn. Rồi trở lại kênh của bạn. Tùy chính kênh nè, các bạn vào đây. Đó, đây là cái background nha các bạn. Cái đây là cái avatar nè, còn đây sẽ có cái background nữa. Đó, đây là cái background. Thì đó, đây là cái background rồi các bạn. Thì các bạn thay đổi cái background luôn nha. Đây, nó có cái dấu chỉnh sửa rồi các bạn. Các bạn bấm vào đây, chỉnh sửa ảnh kênh thấy không, bấm vào đây. Rồi đó, các bạn thấy nè, chọn ảnh từ máy tính của bạn, tức là các bạn thiết kế một cái background riêng của mình, của kênh YouTube thì mình bỏ lên. Cái này thì các bạn phải học thêm ở những cái kênh khác nha các bạn, để cách tạo cái background của cái kênh YouTube như thế nào nha, ảnh nền á. Còn không thì các bạn chọn, nếu các bạn muốn chuyên nghiệp thì các bạn nên thiết kế riêng cho mình. Các bạn có thể để hình ảnh về du lịch ở Việt Nam, rồi cảnh nào đẹp, hoặc là rồi sau đó các bạn để số điện thoại hoặc là địa chỉ gì đó liên hệ của các bạn. Đó là tùy các bạn thôi. Còn mình ở đây á, thì mình hướng dẫn cho các bạn cách làm kênh YouTube. Cho nên là các bạn giả sử như mình có thiết kế một cái riêng một cái kênh ảnh nào đó thì mình bấm đây ha, chọn ảnh từ máy tính nè. Đó, sau đó thì các bạn chọn cái ảnh mà các bạn thiết kế. Rồi sau đó các bạn ấm open để nó load lên trên cái đó nha. Còn đây là chỗ ảnh của bạn, tức là cái này cũng vậy ha. Ảnh của bạn thì chọn cái này là không được, tại vì ảnh này là nó giống như nó những cái ảnh nào mà mình đã up lên rồi á thì nó sẽ hiện ở đây nha các bạn. Rồi thư viện tức là cái những cái ảnh mà YouTube nó thiết kế sẵn. Đó, thiết kế sẵn thì mình khuyên các bạn là nên tự thiết kế cái ảnh này, nó sẽ chuyên nghiệp hơn. Các bạn có thể xem những cái kênh về những cái chủ đề của các bạn đang làm trên YouTube, các bạn làm theo như vậy nha. Thì cái này rất là dễ nha các bạn, rất là dễ luôn á, chỉ cần Photoshop mấy dòng là xong thôi ha. Các bạn nhớ xem trên kênh những cái video hướng dẫn và cùng chủ đề các bạn, thì xem cái ảnh nền của họ làm như thế nào thì các bạn làm tự tự như vậy hoặc sáng tạo hơn thì càng tốt ha, thì đẹp hơn. Như ở đây mình hướng dẫn các bạn thì mình chọn đại một cái ảnh nào đó đi mà nó về du lịch, thì chẳng hạn như là mình chọn cái cảnh này đó. Đó, các bạn thấy không, thì ở đây nó sẽ có ba cái nè, ở trên laptop máy tính bàn á thì nó hiện ra như vậy, nhưng mà trên TV nó hiện ra vậy, nhưng mà trên điện thoại di động thì nó hiện ra như vậy đó. Các bạn muốn cắt ảnh thì các bạn cứ bấm vào cắt ảnh ha. Đó, các bạn muốn chọn chỗ nào thì các bạn tùy các bạn chọn ha. Còn cái khung này là cái độ lớn của nó thôi đó, các bạn chẳng hạn các bạn vậy ha, và chọn đó. Đó, như vậy là mình đã tạo ra một cái background cho kênh YouTube ha. Mình kênh YouTube của mình thì trước tiên là có tên, có avatar và có ảnh nền cho kênh YouTube nha. Rồi thì mong là các bạn hiểu và làm theo cho đúng. Và mình khuyên là các bạn nên thiết kế cái hình nền này theo cái cách sáng tạo riêng của các bạn, nó phù hợp với chủ đề các bạn thì nó sẽ tốt hơn. Còn mình ở đây thì mình không có hướng dẫn các bạn tạo qua Photoshop, nó sẽ rất là dài cái video nha các bạn, là các bạn thông cảm.
Thì có dịp có thời gian thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế cái background này cũng được. Rồi nó thì tạm thời cái kênh YouTube này á, để mình hướng dẫn các bạn làm, cho nên là mình có những cái không phù hợp, chẳng hạn như du lịch Việt Nam. Thật ra thì mình không có làm về chủ đề du lịch, cho nên là mình chỉ hướng dẫn các bạn thôi. Rồi thì bữa cái video sau á, mình sẽ hướng dẫn các bạn là cái tối ưu cái kênh nha, tối ưu như thế nào ha, tối ưu như thế nào để cho nó cái kênh của các bạn nó được đề xuất theo những cái chủ đề mà các bạn đã làm nha. Rồi nếu có gì không hiểu các bạn nhớ bình luận dưới video nha, và các bạn nhớ đừng quên cho mình một like và share video này để nhiều người mà chưa biết làm về kênh YouTube cũng có thể làm được cho các bạn. Và các bạn nhớ đón xem cả series làm về kênh YouTube để các bạn tạo được kênh YouTube rất đơn giản nhưng mà lại miễn phí đó nha. Và mong các bạn là xem nhiều cái video trên kênh Lý Việt MO của mình, và trong đó cũng có chương trình kiếm tiền với Ray á nha các bạn, thì các bạn nhớ xem. Và kết hợp với lại YouTube thì các bạn cũng có thể kiếm tiền rất nhiều trên các nền tảng khác nha. Rồi nhớ nếu chưa đăng ký thì nhớ bấm vào cái chuông, bấm vào nút đăng ký, sau đó bấm vào cái chuông bên phải và bấm vào tất cả, để những cái video nào trên cái series này được up lên thì các bạn xem nha, được thông báo cho bạn là bạn cần xem. Rồi chúc các bạn thành công. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.